Sương Rửa Hé Lộ Căn Hộ Phủ Đế Hoa của nghệ sĩ Ngọc Huyền tại Việt Nam vừa qua tại hậu trường chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm nhà nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Được biết, nghệ sĩ Ngọc Huyền hiện sở hữu biệt thự triệu đô tại Mỹ nhưng cũng có một căn chung cư nhỏ ở Việt Nam. Căn chung cư này trước đây cho thuê nhưng Ngọc Huyền mới lấy lại để ở. Cô chia sẻ, căn hộ này tôi mua cũng lâu rồi nhưng để cho thuê. Bây giờ tôi về Việt Nam làm việc nhiều nên lấy lại căn nhà để cho thoải mái, rồi cũng có chỗ để thờ phụng. Trước đây tôi ra nước ngoài sống nhưng nhà ở Việt Nam thì không bán, cứ để. Sau này tôi bán căn nhà đó để mua căn chung cư này cho thuê. Căn chung cư này còn hợp đồng cho thuê thì mỗi lần về Việt Nam tôi ở nhờ nhà bạn chứ không ở khách sạn. Nhưng ở lâu tôi thấy hơi phiền đến bạn mình. Nhiều nghệ sĩ hay tới nhà để tập tuồng cùng tôi rồi livestream các kiểu cũng không tiện. Bởi vậy tôi lấy lại căn chung cư này không cho thuê nữa. Vì Ngọc Huyền về Việt Nam chỉ có một mình, không mang theo chồng con nên cô ở cùng vài người trợ lý đã theo mình suốt mấy chục năm. Các trợ lý chăm sóc, quán xuyến mọi việc nhà cửa, nấu nướng, ăn uống cho Ngọc Huyền. Biết Khương Dừa tới chơi, Ngọc Huyền liền bảo các trợ lý nấu bún bò Huế, mua bánh bèo, bánh nậm về đãi khách. Căn hộ của Ngọc Huyền tuy không quá rộng nhưng ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Tuy không ở cùng gia đình nhưng Ngọc Huyền trang hoàng căn hộ rất khang trang, với đầy đủ nội thất đắt tiền, bài trí ngăn nắp đâu ra đó. Ngay ở cửa nhà, Ngọc Huyền chất đầy hoa do khán giả tặng sau mỗi lần đi diễn. Khương Dừa vừa bước vào phải thốt lên, trời ơi, nhà chị Ngọc Huyền bán hoa à, sao nhiều hoa quá. Trong nhà, Ngọc Huyền treo nhiều ảnh Phật để giúp không gian tịnh thiền hơn. Ngoài ra, cô cũng treo ảnh bản thân và gia đình. Không chỉ ở cửa, Ngọc Huyền còn để rất nhiều hoa, gấu bông khán giả tặng trong nhà, phủ khắp phòng khách. Điều này cho thấy cô vẫn được khán giả yêu mến vô cùng, đi tới đâu cũng được yêu thương, tặng hoa, quà. Cô nói, khán giả thương tặng mình thì mình mang về để nhà cho đẹp. Thậm chí, bức hình gia đình treo trong nhà cũng là khán giả tặng mình. Họ tự tải hình gia đình Ngọc Huyền về trên mạng, rồi in ra ảnh. Khán giả bảo, vì tôi đi về Việt Nam làm việc nhiều, ở Việt Nam lâu nên cần có không gian gia đình ấm cúng như một gia đình thứ hai để không bị nhớ gia đình mình. Chia sẻ về lý do về Việt Nam hoạt động, biểu diễn nhiều, Ngọc Huyền cho biết, hiện tại cải lương đang được sự tin yêu của khán giả trở lại. Tôi cũng đang tập tuồng chung vô diệm để diễn cho khán giả coi. Ngoài ca cổ, khán giả còn thích xem trích đoạn cải lương, đặc biệt khi tôi diễn nguyên tuồng cải lương khán giả thích lắm. Nghệ sĩ cũng phải đầu tư dàn dựng nhiều rồi tái diễn nhiều lần.